À, chào các anh em, hôm nay mình quay trở lại kênh giới thiệu các bạn sửa cái micro karaoke. Cái loại này thì nó thông dụng cho gia đình và nó cũng linh động cho những ai mà đi ra ngoài thường sử dụng thì nó cũng rất tiện lợi. Cái loại này nó rẻ tiền nhưng mà nó khó hay, nó có những cái hay lỗi là ở cái nút bấm nguồn này các bạn, xài thời gian là bấm không ăn ha. Hôm nay mình giới thiệu các bạn là cách mở cái con này ra để chỉnh cái nút nguồn này lại cho nó hoạt động lại ha, là rất là đơn giản. Và nếu mà ai chưa mở thì nó rất là khó nha. Rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn mở chi tiết ha. Đầu tiên các bạn sẽ mở cái vặn cái này ra là để chúng ta lấy pin ra ha. Đây các bạn, đây đây là mở cái cục pin đó nha. Nè, chúng ta lấy cục pin ra là chúng ta lấy từ đây. Nếu mà pin nó hư á, thì các bạn sẽ mua cục pin khác thay vào. Đây, loại này thì nó có cái cục pin như thế này nha. Đó, mình lấy ra luôn. Rồi. Cái tiếp theo. Các bạn muốn mở được cái hộp này á, lấy cái mặt mạch của nó trong này ra thì các bạn sẽ dùng một cái phím nhỏ, một cái cây vít nhỏ như thế này. Các bạn sẽ đưa vào đây. Ha, này nhẹ nó lên. Ha, đưa vào đây này. Này lên các bạn nha. Đó, các bạn này nè. Thấy nó lên nè, thấy chưa? Đó, nó này nó lên. Này nè. Cứ việc mà chúng ta cứ nảy từ từ là nó ra thôi. Nha các bạn. Đó, ha, rồi. Nó ra gần hết rồi đó. Nếu mà mở không quen á, là cơ thể nó bị gãy. Các bạn cứ từ từ mở. Đó, ra nó ra rồi. Các bạn lấy cái nắp này ra nha. Rồi tiếp theo các bạn sẽ dặn cái đầu của cái micro ra. Đó, dặn này ra nha. Dặn ra luôn. Rồi tiếp tiếp nữa là chúng ta cũng tiếp tục mở cái đầu trên nha. Đầu trên này. Các bạn lấy cái tay ngón tay giữ một đầu đầu kia chúng ta cứ nảy từ từ nó ra. Mà cái này ra đó, nó ra nó bung ra nè các bạn. Đó, đó bung ra rồi đó. Bung hết ra luôn. Rồi đây bạn lấy ra nha. Đây chúng ta lấy được là hai nắp nha. Rồi tới đây là các bạn sẽ lấy được cái mạch. Đây, ở đây nó có một cái nút. Các bạn sẽ thấy nè. Mình zoom lớn đi các bạn nhìn nè. Đó, mình lấy nét lớn lên nè. Đây cái nút này nè, màu đen này nè. Là cái nút nhấn xuống á. Nó sẽ bị mòn, nó không có ăn. Ha. Thì các bạn sẽ đẩy cái phía sau này nè cho nó lên, cao lên một chút. Đó, đẩy cho nó cao lên chút để cho nó cái mạch á. Cái mạch ở đây này nó nằm đây nè các bạn. Cái mạch ngay chân này nè, nó nằm ở đây. Cái nút này nè nó không ăn nha. Chúng ta có thể mua cái nút này về thay cũng được. Nhưng mà rất là khó là chỗ là mình không có hàng quen á, khó hàng lắm các bạn. Thành ra tốt nhất á, là các bạn chế trên trên một cái miếng keo lót lên trên đây để cho nó cao lên. Rồi chúng ta sẽ ấn là trở lại thì nó sẽ hoạt động thôi nha. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đẩy thử cho các bạn coi nha. Là nó do nó không có tiếp xúc, nó không có tiếp xúc tốt á, thành ra nó dễ bị không có ăn cái pin. Mình ở đây mình sẽ đẩy cho các bạn coi nha. Mình ráp cái cục pin lại nè. Này. Ráp cục pin lại. Rồi bây giờ mình sẽ nhấn cái nút nguồn cho các bạn coi thì nó nè, nhấn vào đây, ở đây trực tiếp thì nó lại lên nè. Đó, nhấn. The Bluetooth device is ready to help. Đó, bây giờ mình tắt lại nè. Line in. Đó, là nó tắt nha. Rồi, như vậy thì mình sẽ rồi tắt hẳn đó. Đó là do cái nút này nó sẽ dễ bị mòn á, mòn cái đầu. Thứ hai nữa là do cái đây. Thời gian cái đầu này nó có
một cái chấu để nó tiếp xúc xuống các bạn. À, cái tiếp xúc xuống nó mòn ở chỗ này nè. Nó mòn ở đầu này nè. Rồi các bạn phải cho một tí keo lên, nhỏ một tí keo lên cái đầu này nè cho nó cao lên xíu. À, chúng ta cắt một miếng nhựa nhỏ nữa, chúng ta đôn nó lên thì cái khi đó là nó sẽ cao lên, và nếu chúng ta gắn lại á là nó vừa với cái phím bấm luôn ha. Rồi bây giờ các tiến hành của các bạn là sẽ gắn lại. Các bạn nhớ là trong cái mạch này á nó có các cái chấu là dây mít và dây pin ha, và dây loa. Cái loa nó thì nó nằm ở ở cái mặt này nè. Ví dụ như cái loa nó có hư thì các bạn sẽ thay loa luôn cũng được nữa. Đây các bạn, cái loa đây. À, các bạn thấy cái loa đấy, cho cái loa của nó nè. Ví dụ như nó có hư loa thì các bạn cũng thể thay loa được nha. Được rồi, cũng rất đơn giản thôi, không có khó. Rồi, giờ tiến hành mình sẽ lắp trở lại nha. Ở đây là cái đầu mít nha các bạn. Cái thứ nếu mà cái đầu mít nó hư các bạn có mua cái mít cái đầu này về thay lại thôi, hàng lại là chúng ta sử dụng lại nha. Ở đây là mình sẽ lắp lại cái nắp nguồn của nó trước này, các bạn lắp vào cho nó đúng nha, đúng để nó mới vô được. Đấy, mình phải để cho nó gọn vừa, sau đó mình bóp lại cho nó xuống để cho nó vô nha các bạn, không là nó không ăn đâu. Đó, phải bóp cho nó vô hết các cái ngàm của nó rồi xuống dưới này. Các bạn cũng lưu ý chúng ta xỏ lại cái này vô nè. Xô chỗ này thì các bạn lưu ý là nó có cổng USB với lại cổng sạc, các bạn phải vô nó khó hơn, nó hơi khó hơn xíu nha. Rồi, các bạn xây làm sao cho nó vừa tầm dưới cái lỗ. Rồi các bạn cứ bóp, cái việc cứ bóp là cho nó vô ngàm. Đó, đó nó vô cái ngàm là nó vô hết rồi các bạn. Đây nha, đó rồi là xong ha. Rồi bắt đầu các bạn xỏ cái này lại, cái ống này vô lại, chúng ta xỏ cái ống này vô. Bạn dặn cho nó dính vào, ok ha. À, xong đó, coi như cái phần đã xong. Bây giờ mình dặn cái đầu này lại, dặn cái đầu này vô nữa các bạn. Rồi ok nha. Rồi xong, coi như là mình đã ráp lại hoàn chỉnh cái này và bắt đầu mình khởi động lại thử cho nó có ăn không nha các bạn. Nha, bấm thử nè. Rồi. The Bluetooth device is ready to pair. Coi như là nó hoạt động tốt nè các bạn. Xong, coi như là mình lên nguồn rồi nè, mình chỉ kết nối cho nó hoạt động là ok. Ban đầu là mở cái nút này nó không ăn nè. Nếu mà gia đình nào, các bạn nào mà sử dụng cái này nó bị lỗi này thì các bạn cứ việc làm giống như mình là nó ok thôi. Rồi, mình xin kết thúc cái clip ngắn của mình ở đây, chia sẻ với các bạn ở đây. Các bạn nào mà đã từng làm qua rồi thì xin bỏ qua cái clip này của mình nha. Còn mình chỉ hướng dẫn cho những anh em hoặc là bạn nào chưa có từng tháo á, thì các bạn có thể theo cái cách của mình để tháo ra nha. Chỉ cần một cái vít như thế này thôi, đầu dẹp nha, các bạn cứ nảy từ từ là nó ra thôi. Xin cảm ơn các bạn theo dõi. Các bạn nào chưa có kết nối với kênh á, các bạn kết nối với kênh của mình sẽ ra những cái clip mới. À, thân chào.